Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ê-sơ-tê chương 1. Xảy trong đời vua Asuêru, tức Asuêru kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Khi vua ngự ngôi vương quốc tại Susa kinh đô người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bộc mình. Đạo binh nước Pherosơ và Medi, các bậc sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Khi các ngày đó đã qua rồi, vua bày đãi hết thảy dân sự đang có ở tại kinh đô Susa, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến 7 ngày tại nơi hành lang của thượng uyển. Tư bề có treo màn trướng sắc trắng, xanh lá cây và xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các giường sập bằng vàng và bạc, đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen. Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tửu rất nhiều, cho xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Người ta uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng ai ép phải uống, vì vua đã truyền các thần tể cung điện hãy làm tùy ý của mỗi người muốn. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua Asuêru. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi, bèn truyền cho Mehuman, Bittha, Hạc-bô-na, Biết-tha, A-bát-tha, Sê-thạc và Cạc-cách, tức bảy hoạn quan hầu trực vua Asuêru, dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu, đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy, vì tướng mạo bà rất tốt đẹp. Nhưng hoàng hậu Vả Thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong lòng. Vả thường khi vua có sự gì, bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạc Sê-na, Sê-thạc, Ác-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạc-sê-na, Mê-hu-can, tức bảy quan trưởng của nước Pherosơ và Mê-đi, thường thấy mặt vua và ngồi bậc cao nhất trong nước. Bây giờ vua hỏi chúng rằng, hoàng hậu Vả Thi chẳng có vâng theo mạng của vua Asuêru cậy các hoạn quan truyền cho. Vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thế nào? Mê-mu-can thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng, Vả Thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy những quan trưởng và dân sự ở trong các tỉnh của vua Asuêru. Vì việc này đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua Asuêru có biểu dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Pherosơ và Medi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm, cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Pherosơ và Medi chẳng hề hay đổi đặng rằng Vả Thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua Asuêru nữa. Vua khá ban vị hoàng hậu của Vả Thi cho một người khác tốt hơn nàng. Khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn, thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn. Lời này đẹp ý vua và các quan trưởng, vua bèn làm theo lời của Mê-mu-can đã luận, hạ chiếu cho các tỉnh của vua theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ của nhà mình và lấy tiếng bản xứ mình mà dạy biểu. Chương 2. Sau các việc ấy,
khi cơn thạnh nộ vua Ahasuerus đã nguôi lại, thì người bạn nhớ lại vả thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng, khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp, và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến Susa là kinh đô, dẫn vào hậu cung và giao phó cho Hegai, hoạn quan của vua, thái giám những cung phi, rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập hoàng hậu thế cho vả thi. Lời ấy đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Ở tại kinh đô Susa, có một người Juda tên là Mạc Đôi Chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Simei, chắc của Kích người Benjamin. Người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Jeconia, vua Juda, mà Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt làm phu tù. Người bảo dưỡng Hadasa, tức là Esete, con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy, khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc Đôi Chê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra, khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Susa giao phó cho Hegai trưởng quản, thì Esete cũng được đem đến cung vua, giao phó cho Hegai quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng bảy con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Đoạn, Hegai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. Esete chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình vì Mạc Đôi Chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Mỗi ngày, Mạc Đôi Chê đi dạo chơi trước sân của cung các phi tần để cho biết Esete có bình yên chăng và nàng sẽ ra thể nào. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng dầu một dược, 6 tháng dùng thuốc thơm cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Ahasuerus. Họ vào chầu vua như vậy: phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua thì họ liền ban cho. Buổi tối thì nàng đi đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì. Có Sa Ách Ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần coi sóc. Nàng không hề vào cùng vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua và được vua đòi tên mình. Khi phiên Esete, con gái của Abihai, cậu của Mạc Đôi Chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết ngoại trừ điều Hegai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. Esete được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Ấy vậy, Esete được đưa đến cùng vua Ahasuerus trong cung vua nhằm tháng 10 là tháng Tebet, năm thứ 7 đời người trị vì. Vua thương mến Esete nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Esete. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mạc Đôi Chê ngồi ở nơi cửa vua. Esete y như lời Mạc Đôi Chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình, vì Esete làm theo điều Mạc Đôi Chê dặn nàng như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Trong các ngày đó, Mạc Đôi Chê đang ngồi nơi cửa vua. Có hai hoạn quan của vua trong bọn kẻ giữ cửa là Bích Thang và Thê-rết nổi giận, toan mưu tra tay vào vua Ahasuerus. Việc ấy thấu đến Mạc Đôi Chê biết, người học lại cho hoàng hậu Esete. Bà Esete nhân tên Mạc Đôi Chê tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình.
đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua. Chương 3. Sau các việc ấy, vua Asuero thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Haman, vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mardochê không cúi xuống cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mardochê rằng: cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng nói với người ngày này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay, đặng thử xem sự tình của Mardochê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giuđa. Khi Haman thấy Mardochê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết Mardochê là người Giuđa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mardochê là một sự nhỏ mọn. Người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giuđa là tông tộc của Mardochê ở trong toàn nước Asuero. Tháng Giêng là tháng Nisan, năm thứ 12 đời vua Asuero, người ta bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, mỗi ngày, mỗi tháng tại trước mặt Haman, cho đến tháng 12 là tháng Ada. Haman tâu với vua Asuero rằng: có một dân tộc tản mạn tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác, lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, con trai Hammedatha người Agag, kẻ cừu địch dân Giuđa. Vua nói với Haman rằng: bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng Giêng, ngày 13, thì đòi những thầy thơ ký của vua đến. Rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh Asuero viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giuđa trong một ngày đó, vô luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng truyền ra tại kinh đô Susa. Đoạn vua và Haman ngồi lại uống rượu, còn thành Susa đều hoảng kinh. Thi thiên thứ tư. Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức. Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội. Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhiều người nói, ai sẽ cho chúng ta thấy phước? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Phúc âm Luca, chương 1.
hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua nước Judê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Vả, Sachari cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sachari đứng bên hữu bàn thờ xông hương. Sachari thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người là sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sachari thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bây giờ dân chúng đợi Sachari và lấy làm lạ vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sachari ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thế gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Jesus. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn
thiên sứ lìa khỏi Mary. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sachari mà chào Elizabeth. Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùi giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Bây giờ, đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Xóm riêng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói, trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sachari biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm riền đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Bây giờ Sachari cha con trẻ ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn,
giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.